Thưa quý cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, cô bác sẵn sàng thư giãn trên máy bay, kể cả không biết ai là người lái, cô bác sẵn sàng thư giãn trên tàu thuyền, ô tô, vì tin sẽ đến được đích mà cô bác cần. Vậy tại sao lại không thể thư giãn với cuộc sống khi cô bác là người lèo lái, là người quyết định đường đời và làm chủ cuộc chơi? Hãy cho bản thân nghỉ ngơi một chút. Giáp Thìn, sinh năm 1964 ạ. Cô bác đừng gắng gượng gồng mình lên nữa, cô bác cần phải thực sự giữ sức, vì thời điểm tới đây là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của Giáp Thìn. Nếu không đề phòng và chú ý về các vấn đề vận trình của mình thì bản mệnh đại hạn triền miên, tài lộc đi hết, hơn nữa còn có thể gặp nạn diệt thân, lìa xa cõi trần. Tuy nhiên, sau cơn mưa luôn có những tia nắng ấm áp, nếu biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mệnh thần kỳ, người người ngưỡng mộ. Nói đến sẽ có nhiều cô bác Giáp Thìn chẳng thể tin được minh đường tử vi. Vậy cô bác hãy dành chút ít thời gian để kiểm chứng nguồn thông tin về ba mối đe dọa này nhé. Thưa cô bác Giáp Thìn thân mến, nhắc đến Giáp Thìn, sinh năm 1964 thì đa phần hiện tại giờ là lúc cô bác đang cần đưa ra sự lựa chọn, và sự lựa chọn này rất quan trọng, là đi theo hay là buông bỏ, là chần chừ hay mạnh mẽ quyết tâm, là bước khỏi vòng an toàn của bản thân mà mệnh dạn kiên tâm tiến bước, hay lùi lại một bước, nhàn tản sống một đời, bớt ưu phiền âu lo. Dĩ nhiên, khi cô bác tung đồng xu lên, cô bác phó mặt cho số phận, nhưng khi đồng xu chưa chạm đất, cô bác sẽ hiểu cô bác đang hy vọng điều gì. Sấp hay ngửa tùy thuộc vào câu chuyện của cô bác, chỉ là có một lời dạng chung, mong cô bác hãy nhớ, nỗi đau cô bác phải gánh, cô bác đã gánh. Mất mát cô bác phải chịu, cô bác đã chịu. Suy tư cô bác phải thấu, cô bác đã thấu. Đắng cay cô bác phải trải, cô bác đã trải qua hết cảnh khổ khó rồi, sắp đến cảnh dễ. Chớ có vì vận hạn vừa rồi mà chần chừ tâm tư, lại nói cái gì đã mất, hãy coi như chưa từng có. Khó đấy, nhưng nối tiếc không cứu cô bác được đâu. Bỏ qua nó từng bước tiến, rồi tự tay ta lại xây dựng lại. Cuối cùng hãy nhớ lại cô bác từng là người thích thì làm, muốn thì tiến, mong thì thực hiện, mà thấy đáng thì liều. Hãy cứ để sống như vậy, đúng hay sai, thành hay bại, được hay mất, cứ lo lắng làm gì, quan trọng cô bác muốn gì chứ, có phải vậy không? Ừ, nếu tôi muốn đi đường A, dù có là đường mòn trong đó đầy cây khô cằn bụi rậm, thì tôi cứ việc đi thôi. Việc tôi làm đúng với bản tâm, thuận theo bản ý. Này quý cô bác Giáp Thìn, trước khi nghe những điều trong ba mối đại họa tiềm ẩn, thì xin cô bác hãy lắng nghe vài dòng tâm sự mà minh đường tử vi dành riêng cho tuổi Giáp Thìn cần phải nhớ, dù đại họa đến như thế nào thì cũng phải khắc cốt ghi tâm. Thưa quý tín chủ tuổi Giáp Thìn, sợ hãi khi làm điều gì đó ý nghĩa là điều dễ hiểu, chúng ta ai cũng vậy, nhưng cô bác nên dành nỗi sợ cho cái khả năng. Cô bác sẽ mãi cái điểm hiện tại, nơi khiến cô bác mệt mỏi và sẽ không có gì cả, có nỗi sợ đấy rồi, cô bác sẽ có động lực mà lao vào một sự mạo hiểm mới mẻ trong cuộc đời. Cô bác biết đấy, thỉnh thoảng cô bác hay nghĩ rằng nếu cuộc đời là một sự sắp xếp sẵn, vậy việc gì ta phải cố, nếu vận mệnh như một cuốn sách được viết trước, vậy mọi nỗ lực có ý nghĩa gì đây, vì lắm lúc ở phía cuối trang sách, đơn giản chỉ là một cái kết đẹp, còn nó đến đâu là do bản thân cô bác tự viết. Cũng lắm lúc ở một số trang của vận mệnh, sẽ chỉ có những dòng như ước mơ thành hiện thực hoặc nỗ lực được kết trái đâm hoa. Nên nếu không biết tiếp tục cố gắng và chinh chiến, làm sao cô bác hoàn thành cuốn sách của cuộc đời được. Tôi không kêu cô bác đừng chán nản hay đừng mỏi mệt, Giáp Thìn à. Tôi chỉ muốn nói là mệt thì nghĩ, chán thì ngừng, lại nhấp ngụm trà, ngắm thế gian một tí, rồi lại tiếp tục kiên tâm qua cái đoạn này nhé. Đừng quên yêu thương và sự ưu tiên bản thân. Cũng đừng quên đi, ai đã giúp đỡ cô bác trong cái đoạn khó khăn, ai đã đẩy cô bác vào sự khó khăn và ai đã bỏ rơi cô bác trong cái đoạn khó khăn này. Mọi điều sẽ sớm ổn thôi, lửa trong lò chập chờn thì có, nhưng vĩnh viễn cháy trong suốt như lưu ly. Thời gian qua cô bác đã quá vất vả rồi, nếu hữu duyên nghe được dòng bút này, thì xin phép được gửi tới cô bác một lời an ủi chân thành, mong cô bác luôn giữ gìn sức khỏe. Trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia, dẫu có chuyện gì thì hãy tích cực lạc quan cô bác nhé. Vẫn còn minh đường tử vi ở đây lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của cô bác. Cô bác hãy đăng ký kênh để tiếp sức cho minh đường tử vi, có thêm động lực giúp đời, giúp người, cô bác anh chị nhé. Ưu điểm của người tuổi Giáp Thìn là có sức sống mãnh liệt, vẻ hình thức bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt, bên trong quy tụ phẩm chất đẹp như sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Đa số tuổi Giáp Thìn có tâm tư, nguyện vọng trong sáng, có năng lực, thích triển khai kế hoạch riêng. Về phương diện tình cảm, tuổi này thích tạo ra cảm xúc lãng mạn, nữ tuổi này siêng năng, tiết kiệm chi phí, đảm đang tháo vát,
Người tuổi Giáp Thìn có con mắt tinh xảo, nhìn xa trông rộng, nên trong việc làm họ luôn cảnh báo nhắc nhở cho mọi người về rủi ro tiềm ẩn đang rình rập phía sau. Người tuổi này thường mưu trí, thích kết giao bạn bè, có năng lực chỉ huy tốt, gặp khốn khó vẫn kiên trì phấn đấu, họ luôn coi trọng chữ tín và luôn cố gắng nỗ lực hết sức mình. Nhược điểm: trong tính cách của tuổi Giáp Thìn là hay đa tình, đa cảm, họ rất dễ bị tác động ảnh hưởng bởi quyền lực tối cao, vị thế và đời sống xa xỉ. Do tính cách can đảm và mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán, nên tuổi Thìn cũng dễ bị rơi vào trạng thái tự tin thái quá. Không biết cách kiềm chế cảm hứng, tâm lý của bản thân, họ dễ nóng nảy và nói những lời khiến người khác tổn thương. Trong chuyện tình cảm, tuổi Giáp Thìn ít khi là người giữ thế chủ động, hơn nữa họ yêu thích sự tự do, không muốn gò bó trong một mối quan hệ hạn hẹp nào. Tuổi Giáp Thìn thẳng thắn, thật thà, không bao giờ hãm hại, lợi dụng bất kỳ một ai, nên trước khi làm một điều gì đó thì cần suy nghĩ kỹ càng, tránh nóng vội dẫn tới sai lầm. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11 2023 âm lịch, thời cơ chín muồi, làm gì cũng thuận. Tử vi sự nghiệp: đây đã là thời điểm cận cuối năm Quý Mão 2023, đồng thời cũng là lúc để người tuổi Giáp Thìn gặt hái thành quả xứng đáng trong sự nghiệp. Sau bao tháng ngày nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, được quý nhân tam hợp nâng đỡ, công việc trong tháng tiến hành suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt, hầu như chỉ cần làm theo kế hoạch là bạn đã có được kết quả lý tưởng, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Vận khí hanh thông giúp tinh thần làm việc của tuổi Giáp Thìn thêm hăng say, nhiệt huyết, vì thế mà mưu sự càng dễ thành, có thể tính toán chuyện lớn, mạo hiểm một chút cũng không thành vấn đề. Đường quan lộ đang thênh thang rộng mở, chào đón những ai thực sự cầu thị và có chí tiến thủ, dù là nhân viên bình thường hay người đã có chức vụ trong tay, chỉ cần bạn thực sự mong muốn và phấn đấu, con đường thăng tiến ngày thêm thuận lợi. Tử vi tài lộc: theo tử vi 2023, tài vận tuổi Giáp Thìn trong tháng vẫn có xu hướng tăng, chủ yếu đến từ chính tài, hầu như thứ tài không hỗ trợ nhiều, vì thế thời điểm này, bản mệnh vẫn nên tập trung phát triển, mở rộng công việc tài chính hơn là ôm đồm những việc ngoài luồng khác, hiệu quả không cao mà thu nhập cũng không tăng được là bao. Nếu sắp xếp được thời gian hợp lý, tuổi Giáp Thìn nên đi học để nâng cao kỹ năng, chuyên môn, tạo nền tảng vững vàng trong tương lai, chờ khi cơ hội tới là có thể thăng tiến nhanh chóng. Thời điểm cận cuối năm, cơ hội tăng lương là khả quan, tuổi Giáp Thìn nên mạnh dạn đề bạt khi thời cơ đến, hãy đưa ra mức thù lao xứng đáng với những gì bạn đã đóng góp trong suốt thời gian qua, tỷ lệ được chấp thuận là rất cao. Tử vi tình duyên: tử vi tháng 11 2023, theo lịch âm không lý tưởng về phương diện tình cảm, giữa các cặp đôi phát sinh nhiều mâu thuẫn, xung đột, sự hoài nghi, khiến không khí gia đình căng thẳng. Khoảng cách giữa các thế hệ trong một gia đình ngày càng lớn, điều đó khiến mọi thành viên trong nhà đều áp lực, thậm chí không muốn trò chuyện, chia sẻ ngay với người thân thiết. Tử vi sức khỏe: tử vi tháng 11 năm 2023, Giáp Thìn khá vững vàng trong mùa đông, tuy nhiên tháng này đi xa không có lợi, dễ gặp trục trặc. Sự cố bất ngờ về sức khỏe như nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ăn uống không hợp khẩu vị, thời tiết nóng lạnh đột ngột. Ngoài ra, tháng có bạch hổ hung tinh ảnh hưởng, tuổi Giáp Thìn đi đứng cẩn thận, kẻo gặp tai nạn bất ngờ hoặc bị té ngã, dẫn đến chấn thương, chảy máu. Nhằm tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực và khả năng chống lại bệnh tật, bản mệnh lưu ý một vài nguyên tắc dưỡng sinh mùa đông, trong đó nên ưu tiên nạp vào cơ thể những thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng phong phú cũng như cung cấp nhiệt lượng đầy đủ. Tiếp theo là vận trình tổng quan người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tuổi Giáp Thìn, tháng 12 2023 âm lịch, cuối năm đỏ tiền chứ chẳng đỏ tình. Tử vi sự nghiệp: xem tử vi tháng 12 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn đang có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, song về cuối cùng thì công việc đều ổn thỏa, có được kết quả như ý muốn. Mặc dù kế hoạch đề ra tiến triển tốt, đúng đường, đúng hướng, nhưng con giáp này không dự đoán được hết những vấn đề phát sinh nên cũng có đôi lúc trục trặc. Âm sát chủ về âm mưu, gian trá, hung tin này nhập mệnh, báo hiệu họa tiểu nhân có thể ập tới bất cứ lúc nào, và đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho công việc của bạn không được suôn sẻ như ý. Tử vi tài lộc: xem tử vi tuổi Giáp Thìn tháng 12 2023 âm lịch, tháng cuối năm tiền bạc rủng rỉnh trong tay, con giáp này thoải mái kê cao gối ngủ, không phải căng thẳng để tính toán. Bản mệnh có nhiều nguồn thu trong tháng,
Ngoài thu nhập từ công việc chính, còn được thưởng nóng bên ngoài, được đối tác biếu xén, khách hàng lại quả. Tóm lại là ví tiền lúc nào cũng trong tình trạng căng phồng, các khoản tiền vay mượn trước đó tưởng không còn khả năng thu hồi lại, thì bỗng dưng nhận về, quả là niềm vui bất ngờ đối với tuổi Thìn, lần sau đừng nên cả nể cho vay, mà mất tình, mất cả tiền. Tử vi tình duyên. Xét về đường tình duyên tháng cuối năm này, cục diện họa hại sẽ gây ra những mâu thuẫn bất đồng trong mối quan hệ tình cảm của những chú rồng, mới trước đó hai người còn yêu thương nồng nàn, thì nay đã lạnh lùng, dường như hai người đã đi về hai hướng, có thể có những mối quan tâm riêng, mà thời gian dành cho nhau càng ngày càng ít ỏi hơn. Tử vi sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn trong tháng Nguyệt lệnh Lâm Suy không được tốt, con giáp này dễ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và áp lực, tinh thần sa sút, không thấy thoải mái để nghỉ ngơi cho lại sức, tâm lý bất an hay lo lắng này có thể sẽ khiến cho những chú rồng càng thêm mỏi mệt, không đủ sức khỏe để chống đỡ trước áp lực đang dồn dập đến. Bạn cần phải học cách tự thương lấy mình, đừng cố quá mà tự hại mình, chuyện đâu còn có đó. Có những thứ dù thiếu sót một chút cũng không ảnh hưởng gì, đừng cố gồng mình lên mà tới lúc chẳng thể vực dậy nổi. Thưa quý vị, để Minh Đường tử vi tiết lộ cho quý cô bác một chút về tử vi của cô bác trong năm 2024 sắp tới nhé, để xem quý cô bác trong năm 2024 là hung hay cát. Tuổi Giáp Thìn có ngày sinh dương lịch từ ngày 13 tháng 02 năm 1964 đến ngày 01 tháng 02 năm 1965, cầm tinh con rồng, thiên can giáp, kết hợp với địa chi Thìn mang ý nghĩa phục đầm chi lâm, rồng ẩn ở đầm, nữ Giáp Thìn, sinh năm 1964 mệnh hỏa, phúc đăng hỏa. Đối với nam mạng, năm 2024 là năm Giáp Thìn, chung với năm tuổi của mệnh chủ, vì vậy tất cả các yếu tố về thiên can, địa chi, ngũ hành bản mệnh đều được bình hòa, điều này dự báo một năm thuận lợi, ổn định với năm Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tổng quan năm 2024 của Giáp Thìn nam mạng có nhiều chuyển biến tích cực, mệnh chủ có cơ hội thực hiện những mong muốn, khát vọng của mình, gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuy vậy trong năm này, mệnh chủ cũng dễ vướng phải thị phi, tai tiếng, nếu cư xử nóng vội, không đúng chuẩn mực, để các mối quan hệ được hòa hợp, nam mệnh chủ hãy lấy dĩ hòa vi quý làm phương châm sống. Trong 12 con giáp, người tuổi Thìn có nhiều ước mơ hoài bão, sống phóng khoáng và tốt bụng, tuổi này khi làm việc thì sẽ cố gắng hết mình, sẵn sàng đón nhận thử thách, thích là người tiên phong trong việc gì đó. Năm 2024 tới, Giáp Thìn nam mạng hãy giữ năng lượng tích cực của mình trong công việc, tuy nhiên mệnh chủ cũng nên hướng tới các phương án an toàn, thay vì mạo hiểm, như vậy cũng là để bảo vệ những thành quả mà trước đó nam Giáp Thìn đã gây dựng được. Nam Giáp Thìn sẽ không phải lo lắng nhiều về tình hình tài chính trong năm này, nếu biết thu chi hợp lý, ở độ tuổi này, mệnh chủ cũng nên có những khoản tiết kiệm dự trù cho tương lai, sống giản dị để có tiền dư giả mỗi tháng, tránh những khoản vay mượn không cần thiết, sống giản dị, khiêm tốn là đức tính đáng quý của con người. Đặc biệt là trong đời sống vật chất như hiện nay, nếu duy trì được điều đó, thì nam Giáp Thìn sẽ có cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Năm 2024 này, nam tuổi Giáp Thìn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình của mình, là người lớn tuổi trong nhà, mệnh chủ luôn cư xử chuẩn mực, làm gương cho con cháu. Chính vì vậy, Giáp Thìn nam mạng nhận được rất nhiều sự tôn trọng, quý mến từ người thân xung quanh. Mệnh chủ là người ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho con cháu. Thời gian tới sẽ là lúc nam Giáp Thìn cần giải bày tình cảm nhiều hơn để tình cảm gia đình được mặn nồng gắn kết. Muốn có một sức khỏe tốt trong năm 2024, nam mạng tuổi Giáp Thìn cần duy trì thói quen sống lành mạnh, ăn uống đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục thể thao. Năm này nếu cơ thể không khỏe hoặc thay đổi bất ngờ thì mệnh chủ nên thăm khám kịp thời, chớ nên chủ quan. Đối với nữ mạng, tổng quan vận trình tử vi tuổi Thìn, sinh năm 1964 nữ mạng, trong năm 2024 có nhiều khả quan, người vẫn làm kinh doanh nếu chăm chỉ, cầu tiến thì sẽ buôn may bán đắt, gặt hái được thành quả nhất định, người đã nghỉ hưu sẽ có cuộc sống an yên tự tại. Trong năm 2024, nữ mệnh chủ sẽ có cơ hội gặp gỡ được nhiều bạn bè và các mối quan hệ trong cuộc sống. Năm này nữ Giáp Thìn có thể tham gia các hoạt động thiện nguyện, công đức, đóng góp cho cộng đồng, như vậy cuộc sống sẽ có thêm nhiều niềm vui mới và ý nghĩa hơn. Tuổi Thìn nữ mạng là những người cởi mở, tính tình luôn thân thiện, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong công việc. Mệnh chủ lúc nào cũng làm tốt vai trò của mình, vì vậy nữ Giáp Thìn sớm đã đạt được những thành quả nhất định khi còn trẻ.
Bước sang độ tuổi 61, tuổi Giáp Thìn nữ chỉ cần duy trì những công việc trước đó của mình, không phải đối mặt với nhiều thách thức như trước đây. Bằng lòng với công việc và cuộc sống hiện tại, đó cũng là cách để nữ mạng tuổi Thìn 1964 sống hạnh phúc an nhiên. Năm 2024 là lúc nữ Giáp Thìn lui về sau để chứng kiến sự trưởng thành của con cái. Mệnh chủ không còn nhiều nỗi lo lắng về chi tiêu tiền bạc trong cuộc sống. Nhưng đây là thời điểm Giáp Thìn nữ mạng cần có những khoản tiết kiệm cho tương lai. Năm nay, mệnh chủ nên chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe của mình, giảm các khoản chi khác không cần thiết. Những sản phẩm tốt cho sức khỏe nên dùng như các món ăn lành mạnh, rau sạch, thức uống, dinh dưỡng. Ở mỗi gia đình, người lớn tuổi có vai trò vô cùng quan trọng trong việc gắn kết các thành viên lại với nhau. Nếu nữ mạng tuổi Giáp Thìn trò chuyện chia sẻ với người thân nhiều hơn, tận hưởng khoảnh khắc gia đình sum vầy, thì cuộc sống năm 2024 càng trở nên viên mãn. Bên cạnh đó, mệnh chủ hãy dành nhiều thời gian để hỗ trợ các con trong việc nhà, chăm sóc các thành viên nhỏ. Đôi lúc trong gia đình không thể tránh khỏi những quan điểm khác biệt giữa các thế hệ, nhưng nếu mệnh chủ chấp nhận sự khác biệt ấy, thì mọi người sẽ càng thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. Ở độ tuổi này, sức khỏe là tài sản vô giá đối với nữ mạng tuổi Giáp Thìn. Sức khỏe càng tốt, tinh thần càng minh mẫn, thì mệnh chủ sống càng hạnh phúc. Hơn nữa, khi có một thể trạng tốt, thì nữ Giáp Thìn sẽ chủ động hơn trong cuộc sống, không cần tới sự trợ giúp nhiều của con cái. Trong năm 2024 này, nếu cơ thể có dấu hiệu sa sút, thì nữ Giáp Thìn 1964 nên thăm khám sức khỏe, đồng thời nên duy trì chế độ ăn uống khoa học, đủ các dưỡng chất cần thiết, nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ giấc, như vậy vừa nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Thưa quý vị, Phật dạy về giấc mơ, đừng xem thường cõi mộng, giải mã về giấc mơ dữ và lành. Giấc mơ là hiện tượng do tâm thức tạo ra và chúng là những hoạt động của tâm, tất cả mọi người đều mơ, mặc dù một vài người trong số họ không thể nhớ. Phật dạy về giấc mơ nói rằng, mọi thứ trên đời đều quyền ảo như mộng, như bao, như ảnh, như lộ, như điện, không bền lâu vĩnh hằng. Chính điều này đã hình thành nên tư duy mộng ảo, xem cuộc đời như giấc mộng thoáng qua. Mộng là hình ảnh hiện lên trong khi ngủ, ảo là cái không thực, kín đáo, không lộ diện trực tiếp, hư hoặc đánh lừa cảm giác con người, chỉ sự không có thực, hư ảo của thế gian. Đôi khi có những giấc mơ là tốt, nhưng đôi khi có những giấc mơ là xấu. Khi chúng ta gặp mộng lành, chúng ta cảm thấy hài lòng và vui vẻ nghĩ rằng sẽ có những lợi lạc. Nhưng khi chúng ta gặp ác mộng, chúng ta cảm thấy không hài lòng và không vui vẻ, nghĩ rằng tai họa sẽ xảy ra. Tất cả mọi người trên thế gian này đều là những con người mơ mộng và họ nhìn thấy thế gian này là thường hằng, bất biến. Song những gì xét cơ bản đều là vô thường, chỉ có những ai thức tỉnh và giác ngộ như chư Phật và chư vị Bồ Tát mới chứng được thực tại. Tôi nghĩ rằng mọi người đều rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để có thể kết thúc cuộc sống của mình một cách tốt đẹp ở kiếp này. Trên đời này có những người bẩm sinh đã may mắn, hạnh phúc hoặc mạnh mẽ, nhưng cũng có những người thực sự rất khổ cực, tâm lý yếu đuối, nên hãy nghĩ quẩn, muốn kết thúc cuộc sống, nhưng còn nhiều nỗi sợ. Dưới góc nhìn Phật giáo, người tự tử là người có tội giết người, mặc dù mình tự sát, vẫn có tội như giết người khác, thậm chí tội giết mình còn nặng hơn tội giết người khác. Nói cách khác, tự tử là phạm tội sát sinh, tội nặng nhất trong tội sát sinh. Nếu bạn không tu luyện tốt, làm sao bạn có thể có một kết cục tốt? Khi bạn ngủ và mơ, bạn có thể niệm Phật liên tục để thoát khỏi cảnh khổ của cuộc sống và để sau này có được kết thúc tốt đẹp, chứ đừng làm chuyện dại dột kết thúc cuộc đời. Tất cả mọi người trên thế gian này đều là những con người mơ mộng và họ nhìn thấy thế gian này là thường hằng, bất biến, song những gì xét cơ bản đều là vô thường. Phật dạy về số phận, nói nếu cuộc sống thực tại khó khăn, số bạn vất vả quá thì nên niệm Phật thường xuyên, ngay cả trong giấc mơ, Phật ở trong tâm chứ không ở đâu xa. Đó là liều thuốc tốt nhất, so dịu tâm hồn bạn. Giấc mơ đại họa, giấc mơ này là do sự điều chỉnh sai các chức năng của cơ thể, khiến ta có những giấc mơ xấu và đáng sợ, như là hụt chân, rơi từ trên cao, bay lơ lửng trong không gian, bị đuổi bởi các con vật đáng sợ, như voi, ngựa, sư tử, báo, cọp và giả thú đáng sợ, hoặc những kẻ cướp, loại giấc mơ, do các nguyên tố rối loạn, không thể là thật, cũng không thể là những sự kiện nằm mơ, sẽ xảy ra trong tương lai, nên đừng quá lo lắng. Những giấc mơ này không làm ảnh hưởng tới bạn sau này, đó là những giấc mơ hảo huyền, viễn vong. Giấc mơ thấy trước, đây là giấc mơ của việc nghỉ ban ngày, đêm nằm mơ, bởi vì trước đây bạn đã nhìn thấy một số sự vật, hiện tượng nào đó,
và để lại ấn tượng sâu sắc, nên bây giờ nằm mơ, nhiều người không hề nhớ trước đây mình đã thấy điều đó, não vô tình ghi lại, rồi sinh ra giấc mơ. Cho nên giấc mơ này cũng là giả dối viễn vong, những loại giấc mơ này chỉ là sự nhớ lại những kinh nghiệm quá khứ và sẽ không xảy ra nữa, do đó chúng không thể trở thành hiện thực. Giấc mơ của trời, các vị thần hiển thị những giấc mơ tốt lành cho những người làm điều tốt, để người ấy tiếp tục làm điều tốt. Nếu bạn mơ thấy mình đang làm việc tốt và được báo ơn, thì bạn là người lương thiện, được trời Phật phù hộ, khuyến khích bạn làm việc tốt. Nếu thấy những giấc mơ đáng sợ, trong mơ bạn làm kẻ bất lương và bị oán, thì đó chính là giấc mơ mà các vị thần đem đến để ngăn cản bạn làm điều ác trong tương lai. Giấc mơ này là có thật. Giấc mơ nhân quả, đây là những giấc mơ về công lao và tội lỗi trong quá khứ của con người. Ví dụ, những người có vận số tốt thường mơ thấy may mắn và hành động tốt, người có tội thường mơ thấy những điều khủng khiếp và tồi tệ, nằm mơ thấy mình đang lễ Phật tụng kinh, giữa giới, làm từ thiện cũng là một giấc mơ tốt. Nằm mơ thấy những điều may mắn và hành động tốt, rất tốt cho việc tu dưỡng đạo đức của chúng ta. Loại giấc mơ này chắc chắn sẽ cho những quả lành do những phước thuộc thiện nghiệp và nhất định sẽ có những ảnh hưởng xấu do những tội thuộc bất thiện nghiệp. Do đó những giấc mơ báo trước nhân quả sẽ là thật và xảy ra trong tương lai.